Nay em bán phần 44 mai chiêu thị lá lớn dòng nu gai Cà Mau, cây 401 hoành 36 cao 32, hoành em tính vị trí thước nghe bà con, tay em đo ở đây, chậu này 35 miệng. Mỗi một cây trong phần 44 này em bán giá 500k bao gồm phí vận chuyển nha bà con, y như đợt trước thôi. Mấy cái phần trước thì cũng vậy. Cây em đang bán thì cũng như mấy phần trước, 2 tuổi. Lúc này có nu nhưng nu chưa trồng nu. Xong cây 401. Cái phần đế này là đế tự nhiên em trồng thả, không có xử lý đế. Và phần nguyên cái bệ ở trên cái chậu này thì nó rất là to, bà con rất là nhiều rễ, bà con về xử lý lại nha. 402 hoành 25 cao 40. Em đo vị trí này, cái bệ này nó không có dốc nhiều cho nên rất là khó đo. Em đo vị trí này, thật ra là các cái cây ở trong đây nó đều tương đồng với nhau thôi, nhưng do mình đo có chỗ có khi đế nó chảy quá cho thì mình không đo được, thì mình đo eo. Còn đế nào nó có độ dốc thì mình đo độ dốc nghe bà con. Nói chung là cơ bản nó tương đồng với nhau thôi, không có chênh lệch gì nhiều đâu. Cây 402 hoành 25 cao 40 giá 500k bao gồm phí vận chuyển. Hết cây 402. Thì cây nào nó cũng vậy, đế hoàn toàn là tự nhiên. Bốn lẻ ba hoành 26 cao 34. Cái này em cũng đo eo nha bà con. Cái này mặc dù thấy đế nó trồng trên gì đó chứ cái cây này đế đẹp. Mình khi mà mình trồng mình phủ đất vô mình mới thấy nó đẹp. Nếu mà một cái cây mà đế nó đều nhau và con phủ đất vô thì nó đều nhau. Mà cây có cái đế chênh lệch khi bà con phủ đất vô thì nó có một cái sự chênh lệch. Có những cái rễ nó trồi lên, những cái rễ nó thấp xuống. Thì nó nhìn nó tự nhiên hơn. Hết cây 403. 404 hoành 28 cao 30. Đo đây nha quý vị. Này chỉ là hở thôi. Cái bệ này nó hơi nghiêng nghiêng về phía bên trái, em để cho nó thẳng cây nè. Về bà con xử lý lại thì nó bằng lại, còn nếu bà con muốn nghiêng thì để cho nó nghiêng. Nói chung cái phần bệ này nó rất là to cho nên bà con dễ xử lý lắm. Hết cây 404. Đây em để nghiêng xuống. Nó hơi nghiêng vậy nè bà con. Đó. Nó nghiêng về một chút. Nó nghiêng khoảng 15 độ rồi, không nhiều. Đây em cây này em cũng đo eo luôn nha bà con. Hết 404. 405 hoành 26 cao 35. Đo eo với nha bà con. Cây này bể cũng rất là đều. Hết cây 405. Cái bệ này nó dốc. Bệ này lên chậu là đẹp đó bà con. Nếu mà đất mình chảy tới đây, chảy đây thì lúc này những cái rễ này nó sẽ nổi lên.
nó không có đều đều như nhau, nhưng mà nó sẽ có phần nổi, phần chìm, thì tùy theo sở thích của mỗi người. Có người thích cái kiểu đế như vậy, có người thì thích kiểu đế đều đều hết. Nói chung cái cây của em trồng đây thì đế nó không có đều kiểu như 24 giờ thì không, tại vì em không có sắp em thả, cho nên mà tùy theo sở thích. Và còn hàng hết cây 405 406 hoành 33 cao 40, mình đo đây nghe quý vị bà con. Cái eo này thì nó nhỏ, nó nở cái củ, nó nở cái bệ. Cái này về nuôi lâu dài, bà con cắt ngắn xuống được, bà con để cao được, tùy theo sở thích. Này có 500k thì mình về mình cắt mình nuôi thoải mái, bao lưu vận chuyển luôn mà. Hết cây 406 nha bà con. 407 hoành 44 cao 30, hoành em đo đây nghe bà con. Rễ nó tới đây nè, chỗ đen này là hết chỗ rễ rồi. Cây này to, bệ to lắm bà con, nó nở như cái củ hành đó. Này giống củ hành đó. Hết cây 407. Này cắt ngắn xuống làm dáng đa luôn cũng được. 408 hoành 28 cao 50, cái dáng này dáng nên ná. Thấy gì chứ bà con, về làm nhắn đa đẹp lắm. Đây, đa cao hoành 28 to đây. Giờ cắt chẻ đôi mãi, chẻ từ từ nó sẽ đẹp. Cứ cắt một ra hai bà con, cắt thời gian thành cây dù là nó đẹp, nó tự đẹp. Nếu mà bà con mà không tin cứ mua về làm thử. 500k bao gồm phí vận chuyển, phí vận chuyển khoảng 50k và còn khoảng 450 thôi. Hết cây 408, cây này đế đều lắm bà con. Tự nhiên mà gì đây là quá ok rồi. Này bà con trồng thời gian nó đặt luôn á. Em chưa xử lý á, còn nu nè bà con, 2 tuổi. Này mà lên tuổi 4 thì nó nu nhiều lắm. Nói chung cây em là nó đều đều với nhau. Hết cây 408. Bốn lẻ chín hoành 25 cao 45, cây này tông tự nhiên bà con. Hoành đây nè bà con, bệ nó nở, em đo eo nè. Đế này em thả rộng lắm, mặt chậu 35 mà lòng trong khoảng chừng 32 á, thì bà con về còn xử lý nhiều lắm. Phần bệ nó rất là nhiều rễ, em để một khối rễ luôn, bà con về xử lý lại là nó sẽ đẹp thôi. Hết cây 409 nha bà con. Cây 410, cây này cuối clip nha bà con. Đây em đo hoành chỗ này, cái eo nó đây nè. Ai yêu thì liên hệ với Hoàng Dũng 0918755712, em xài Zalo số này luôn nghe bà con. Bà con yêu cứ liên hệ cho em, cứ chốt cây số tự là được rồi. Còn không thì bà con cứ liên hệ qua Zalo. Mai chiếu thủy lớn dòng nu gai Cà Mau, dòng này khá đặc biệt. Em có giới thiệu rất là nhiều rồi, em bà con xem lại các cái clip em giới thiệu ở các clip trước á, bà con xem lại. Dòng này em bán rất là quen thuộc, em bán rất là nhiều lần rồi. Mỗi cây 500k bao gồm phí vận chuyển nha bà con. Ai yêu liên hệ Hoàng Dũng, chào tất cả bà con.